Mua quần áo thì chọn size, còn mua đồng hồ thì chắc chắn là phải chọn đúng kích thước rồi. Cho nên để mở đầu cho video lần này, Mỹ Lệ sẽ bắt đầu với một thao tác vô cùng đơn giản. Đó chính là Mỹ Lệ sẽ dùng cái thước dây như thế này và đo xem cổ tay của mình có kích thước là bao nhiêu. Để tiến hành đo thì đầu tiên Mỹ Lệ sẽ chuẩn bị một thước dây chuyên dụng. Rồi, nếu chúng ta không có thước dây chuyên dụng thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tại nhà bằng một sợi dây và kèm theo đó là một chiếc thước thẳng như thế này. Thì chúng ta sẽ dùng sợi dây đó để quấn quanh cổ tay của mình, sau đó ướm lên trên thước thẳng để xem số đo cụ thể của cổ tay của mình là bao nhiêu. Và ở đây Mỹ Lệ đã mượn sẵn tay của bạn mẫu nam để chúng ta tiến hành đo kích thước cổ tay của bạn. Sau khi đo thì chúng ta sẽ đọc số liệu ở trên thước, thì hiện tại Mỹ Lệ đo được kích thước cổ tay của bạn nam vừa rồi là 16.5. Thông thường thì những người đàn ông có cổ tay từ 17cm trở lên thì sẽ dễ dàng chọn đồng hồ hơn so với những người có cổ tay dưới 17cm. Vì thế trong video lần này, Lệ sẽ giới thiệu 5 mẫu đồng hồ phù hợp nhất dành cho cánh đàn ông có cổ tay dưới 17cm. Ở vị trí thứ 5 là một mẫu đồng hồ thuộc bộ sưu tập Seiko Essential. Đó chính là mẫu Seiko với mã số SUR347B1. Ở chiếc đồng hồ này đúng với tên gọi của nó, những mẫu đồng hồ thuộc bộ sưu tập Seiko Essential đều có vẻ đẹp rất là đơn giản, tuy nhiên lại không kém phần sang trọng, cho nên đã dần dần trở thành một người bạn thiết yếu đối với những người sử dụng. Chiếc đồng hồ Seiko này được thiết kế với đường kính mặt số là 36mm và bề dày là 10mm. Với kích thước này thì những anh chàng có cổ tay từ 15.5cm đến dưới 17cm thì đeo rất là đẹp. Nền mặt số của đồng hồ là màu xanh navy hơi đậm một xíu. Điều này không chỉ giúp cho người đeo trở nên thu hút hơn, mà chính màu sắc này sẽ giúp cho bộ kim và vạch số chỉ giờ phủ dạ quang của đồng hồ trở nên nổi bật khi ở trong bóng tối. Tại vị trí 3 giờ của đồng hồ là ô lịch đôi giúp người dùng có thể vừa xem lịch thứ và lịch ngày. Bảo vệ mặt đồng hồ là lớp kính Headless Crystal, loại kính được phát minh bởi chính Seiko. Kính vừa có khả năng chống trầy vừa chống được rạn nứt, đặc biệt là không quá dày nhưng rất bền bỉ. Thiết kế vố dây và dây đeo 3 lớp mắt xích điển hình của những phiên bản đồng hồ theo trường phái thanh lịch giúp cho chiếc đồng hồ này khi đeo lên tay rất là ôm cổ tay và cực kỳ thoải mái. Ngoài ra, nếu bạn sở hữu chiếc đồng hồ này thì cũng cực kỳ yên tâm về việc sử dụng nước khi mức kháng nước của đồng hồ lên đến 10 ATM. Mức giá niêm yết của chiếc đồng hồ này là 5.870.000 đồng. Để tham khảo chi tiết, các bạn có thể bấm vào đường link ở phần mô tả hoặc để lại bình luận ở phần dưới video nhé. Tiếp theo, vị trí thứ tư là một mẫu Citizen với mã số hiện tại là BM901202A. Mẫu Citizen này thì thuộc bộ sưu tập Citizen Eco Dry Classic. Chiếc đồng hồ Citizen này sở hữu kích thước đường kính mặt số là 37mm và bề dày mặt số là 7.9mm. Nên những anh em có cổ tay nhỏ dưới 17cm thì có thể yên tâm lựa chọn nhé. Thuộc dòng sản phẩm Eco Dry, đồng hồ này cho phép có thể dễ dàng nạp năng lượng từ các nguồn ánh sáng khác nhau, chẳng hạn như ánh sáng từ mặt trời, ánh đèn nến đến các ánh đèn huỳnh quang để hoạt động. Mặt số của đồng hồ được thiết kế khá đơn giản, toát lên vẻ đẹp cổ điển với bộ kim Swatch và vạch số chỉ giờ được dát mỏng. Tại vị trí 3 giờ là ô cửa sổ đôi hiển thị lịch ngày và lịch thứ. Bảo vệ mặt đồng hồ là lớp kính sapphire chống trầy giúp người dùng an tâm hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Và dây đeo của mỗi đồng hồ này thì được làm bằng chất liệu dây da bò màu nâu, giả vân cá sấu rất là ăn ý với những tông màu vàng của vỏ đồng hồ. Để sở hữu chiếc đồng hồ này, bạn sẽ phải bỏ ra số tiền là 6.600.000 đồng. Nếu bạn yêu thích và mong muốn sở hữu thì có thể click ngay vào đường link ở phần mô tả bên dưới nhé. Đứng ở vị trí thứ 3 là một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot với mã số là T109410177700. Mẫu Tissot này thuộc bộ sưu tập Tissot Everytime và với phong cách thiết kế khá là tối giản thì chúng ta có thể thấy trên mặt đồng hồ thì sẽ có các cái vạch dùng để chỉ giờ để chúng ta dễ dàng quan sát và tùy vào mẫu mã sẽ có thêm những cái số học trò để cho chúng ta đọc giờ được dễ dàng hơn. Ngoài ra thì mẫu đồng hồ này cũng có phong cách khá là giống với những thiết kế phong cách Bauhaus.
Đồng hồ được thiết kế với đường kính mặt số là 38mm và bề dày mặt số là 7mm. Đây cũng là kích thước mà những người có cổ tay nhỏ có thể lựa chọn. Điểm thu hút của chiếc đồng hồ này chắc chắn là tông màu đen xuyên suốt từ mặt số cho đến dây đeo của đồng hồ. Những điểm nhấn trên mặt số như bộ kim stick và vạch số chỉ giờ màu bạc cũng là điểm cộng rất lớn cho vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này. Nhưng điều đặc biệt nhất của chiếc đồng hồ này phải kể đến đó chính là bộ dây NATO có thể thay đổi khi sử dụng hai mặt trong và ngoài. Dây NATO là loại dây bằng chất liệu vải và là loại dây mà mọi người rất dễ dàng thay đổi và tùy biến. Vì thế, Tissot đã cố ý thiết kế hai mặt với hai màu đen và đỏ để người dùng có thể thực hiện các điều này. Đồng hồ cũng được trang bị lớp kính sapphire chống trầy để giúp người dùng yên tâm hơn trong việc sử dụng. Và mức giá của chiếc đồng hồ này cũng khá là vừa túi tiền của nhiều người, với chỉ 5.920.000 đồng. Nếu các bạn quan tâm đến mẫu đồng hồ này, có thể tham khảo ở phần link ở bên dưới nhé. Ở vị trí thứ hai là một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Olympia. Và mẫu đồng hồ này thì có mã số là 5663MKT. Đây thuộc dòng Olympia Pianus. Thương hiệu Olympia thì nó sẽ có hai dòng chính, đó chính là Olympia Star và Olympia Pianus. Đối với dòng máy của Olympia Star thì sở hữu dòng máy của máy Thụy Sĩ, còn đối với dòng Olympia Pianus thì sử dụng máy của Nhật. Đối với những khách hàng nam có cổ tay rất nhỏ thì đây là một lựa chọn khá lý tưởng. Đồng hồ sở hữu kích thước đường kính mặt số chỉ 35mm và bề dày mặt số là 6mm. Một thiết kế khá là truyền thống với tông màu vàng xuyên suốt từ bộ vỏ và dây đeo của đồng hồ. Kết hợp với nền mặt số màu trắng, vì thế với độ tuổi từ 27 trở lên, các anh đều có thể lựa chọn chiếc đồng hồ này. Đồng hồ được trang bị ô cửa sổ lịch ngày và lịch thứ tại vị trí 3 giờ. Bảo vệ mặt đồng hồ là lớp kính sapphire nguyên khối và khả năng chống trầy cực tốt. Mức giá để sở hữu chiếc đồng hồ này khá là rẻ thôi, chỉ có 2.500.000 đồng. Và nếu như các anh yêu thích mẫu đồng hồ này thì cũng hãy click ngay vào đường link ở dưới phần mô tả để tham khảo nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên là mẫu Candino với mã số là C4292-1. Candino là thành viên uy tín của Hiệp hội Đồng hồ Thụy Sĩ và được thành lập vào năm 1947 tại bang Solothurn của Thụy Sĩ. Phải nói đến thời điểm hiện tại thì Candino đã trở thành một trong những thương hiệu mà được hàng triệu người trên toàn thế giới tin dùng và lựa chọn. Đối với chiếc đồng hồ Candino này thì sở hữu đường kính mặt số là 36mm và bề dày mặt số là 6mm. Kích thước này khá là chuẩn dành cho các đàn ông cổ tay nhỏ dưới 17cm. Đồng hồ toát lên vẻ đẹp cổ điển vốn có của một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Toàn bộ 12 mốc thời gian đều được mang kiểu dáng số Latin, bộ kim làm theo phong cách Breguet. Phần nền được chia ra rất là rõ rệt, bên cạnh trung tâm sử dụng lối thiết kế Goldschmidt đầy tính nghệ thuật. Ngay dưới các chữ số sử dụng tông bạc trơn bóng, tất cả đều làm tăng khả năng hiển thị và nổi bật các chi tiết bên trong, tạo cảm giác thoải mái hơn cho mắt người dùng. Bảo vệ mặt đồng hồ là lớp kính sapphire có độ bền cao và khả năng chống trầy xước tốt. Dây da mang lại cảm giác trải nghiệm tốt hơn cho người đeo, ngoài ra còn hỗ trợ vào hoàn thiện thiết kế cổ điển của chiếc đồng hồ này. Để sở hữu phiên bản này, bạn sẽ phải bỏ ra số tiền là 4.650.000 đồng. Và để biết thêm cụ thể chi tiết về chiếc đồng hồ này thì hãy click ngay vào đường link ở phần mô tả bên dưới nhé. Và vừa rồi là 5 mẫu đồng hồ được ekip của Đồng hồ Hải Triều lựa chọn là phù hợp nhất dành cho các anh chàng có cổ tay dưới 17cm. Nếu như quý vị và các bạn có những đóng góp, những ý kiến về những mẫu đồng hồ nào nữa thì có thể để lại bình luận của mình ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Đồng hồ Hải Triều.